Trong suốt quãng thời gian đi học, có ai dám khẳng định mình chưa từng ngủ gật? Một số dị thức khuya cày phim, chơi game, học hành, nên hôm sau đi học bị buồn ngủ. Một số khác lại dễ chơi là cứ nghe lời giảng của thầy cô liền auto viết mắt lại. Thế nên trên gần đây thế hệ xuất hiện không ít những hình phạt vô nhộn của thầy cô dành cho học sinh ngủ gật. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp giáo viên khiến phụ huynh cảm thấy không thỏa đáng do phạt quá nặng nề, không có lương tâm. Như câu chuyện do tài khoản Facebook tờ cờ đăng đàn trên thế hệ đây là một ví dụ. Ảnh chụp màn hình. Người này cho hay, em của mình năm nay đang học lớp 10 tại một trường có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một tiết học, do quá buồn ngủ nên cậu em này ngủ gật. Thay vì tự mình kêu học trò dậy, la rầy hoặc trừ điểm thì giáo viên này lại chọn cách quay phim cảnh em tôi ngủ gật trong lớp và chiếu lên phiên bản cho cả lớp cùng xem rồi cười cợt. Cho tôi hỏi giáo viên này làm như vậy có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay đã đụng đến quyền riêng tư của em tôi hay không? Tại sao người này lại chọn cách quay phim cảnh em tôi ngủ mà không gọi em tôi dậy để tiếp tục bài giảng của mình? Tờ cờ khá bức xúc chia sẻ. Không phải chỉ có việc phạt em của tờ cờ ngủ gật quá đáng, giáo viên này còn nặng lời mắng học sinh dạy giữa lớp chỉ vì không đi học thêm lớp của thầy. Trong một tiết học khác, thầy giáo gọi ai xung phong lên phiên bản làm bài, em tôi cũng là một trong những học sinh dơ tay lên phiên bản. Nhưng khi em làm chấm dứt thì lại sai một câu. Sau đó, nó bị thầy giáo đó mắng học dạy như vậy mà còn không chịu đi học thêm. Khi thấy học sinh mình làm bài sai, thay vì sửa bài để cho học sinh biết cái sai của mình thì người thầy giáo này lại chọn cách nói em tôi học dạy giữa lớp. Và trong câu nói còn ý trách móc rằng em tôi không chịu đến lớp học thêm của thầy. Nhà tôi khó khăn, không đủ tiền để có thể cho em đi học thêm tất cả các môn thì như vậy là có vấn đề hay sai ở chỗ nào hay sao? Trời! Cơ rất giận dữ hỏi mọi người, từ xưa chúng ta đã được dạy là phải luôn tôn sự trọng đạo nhưng lại có nhiều trường hợp giáo viên làm tôi băn khoăn, không biết có nên gọi họ là nhà giáo thực thụ hay không? Khi làm việc thì họ có làm đúng với lương tâm của người nhà giáo hay không? Ngay sau khi bài viết này được chia sẻ đã hấp dẫn sự lưu ý của đông đảo dân mạng, một số cũng tỏ ra cảm thông và chia sẻ với chủ thớ. Giáo viên có các kiểu giải quyết như kiểm điểm, nhắc nhở nhưng không phải bằng việc quay video. Đó là hành động mua vui thiếu chừng mực giữa giáo viên và học sinh. Các người chơi đừng bảo giáo viên giờ bị chèn ép này nọ. Tôi cũng học sư phạm, cũng tiếp xúc với học sinh. Dù không nhiều sở nghiệm nhưng tôi chẳng thấy có lỗi nào của học sinh xứng đáng bị bêu u, đòn roi cả. Bên cạnh đó, đa số dân mạng lại cho rằng phiên bản thân tờ cờ đang làm quá mọi chuyện. Việc quay clip và chiếu lên trước lớp cũng rất bình thường, thậm chí có thể là một kỷ niệm sau này khi nghĩ lại. Còn nếu em của tờ cờ cảm thấy không thích thì hãy nhờ người nhà góp ý nhẹ nhàng với thầy thay vì công kích tới cả lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Làm quá, quay có gì đâu. Nếu biết xấu hổ sao còn ngủ trong giờ. Không vô sổ là mừng rồi. Mà người chơi bè, trường lớp gọi cười cợt hơi quá, cười vui thôi. Sau này họp lớp không chừng là kỷ niệm đó. Lấy Facebook Luna bị như đúng rồi. Nếu cay cú quá thì nên góp ý với giáo viên, chuyện bé mà cứ xé ra to. Trường hợp một giáo viên xử lý chả có gì đáng nói. Trường hợp 2 thì bất mãn giáo viên thật sự. Chán mấy người chơi trẻ thời giờ, thế hệ có chút đã nhận lên. Thời nay đi học dễ quá à, đi học mà ngủ thì về nhà mà ngủ. Người nhà bây giờ cứ bênh vực, bao che cho hành vi sai lạc của con em mình bảo sao thế hệ mắng có chút xíu đã nhảy dựng lên quát mắng, chửi bới giáo viên. Nghề nắm phấn dạy học bây giờ cũng thật áp lực. Trường tôi ngủ trong giờ học là gặp thầy hiệu phó rồi đấy. Cái thời nay là cái thời thầy cô phải khép nép, sợ học sinh rồi. Ngủ gật thì ai sai? Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, bài đăng này vẫn đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa. Còn theo người chơi, hành động của thầy giáo trong trường hợp này đúng hay sai?